đồ ác mò mát miệng rồi, nó nói đu hô vô nước biển rồi. Giỡn gì mà kỳ cục quá trời, đu hô ta còn sống mà nói ta vô nước biển. Nói tùm lum tùm la đó. Cái clip này hôm qua phát lại. Đỡ vậy. Có sao không đu hô, có sao không, có ai thăm bà trong chổng không, có ai mua gì cho ăn chưa, bà ăn cháo hay là thay đã gì chưa, ăn cái viên chiên không, tôi xiết cho mày cái mặt bữa nay xanh quá kìa, thèm cái gì ăn đi rồi đi đi ha. Có chăn chó cái gì không đu hô? Ồ tôi biết, tôi hiểu bà mà, bởi vậy bây giờ trẻ rồi, bà thèm cái gì bà cứ ăn thoải mái đi. Sắp sửa tới gì rầm rồi, mày đừng có nói gì hết, đừng có nói gì mày được, im luôn khỏi nói. Cung Thi nó nói kìa, nó nói đu hô bữa nay cái mặt xanh lè, đu hô em nghĩ là nó vô hai ba chai nước biển luôn, tôi sợ ghê, không biết bà có sao không nữa. Bây giờ thèm ăn cái gì tôi ship qua nè, thèm ăn cái gì nói đi. Còn quá trời đồ luôn kìa, đó trời ơi. Nín đi, nghe lời tôi, nín đi, không có khóc, nín đi, cái gì cái chị em mình vui vẻ, hiểu không? Tới bữa đó tôi thức với bà luôn, không có sao hết đó. Vô, ok nha, vui vẻ. Không nói được câu. Trời ơi. Ai nào? Bà quá. Ai nào? Bỏ về thủ phương cả nhà. Tối nay còn cộng đồng mạng để vô. Cái liền cành giúp đỡ lũng nhau. Hết cơm 11 giờ. Chảo 11 giờ luôn. Hay là hôn nha luôn đi. Trời ơi, nói chuyện gì cầm luôn đi. Đâu rồi? Ủa? Các chị em tôi xấu hơn bà hả đu hô? Bà nghĩ sao vậy bà? Trời ơi. Bà đừng có tưởng là bà đẹp nhất. Má, má. Bà khỏi giật mũi nè, bà giật vô háng tôi nè. Trời ơi. Cỡ nào hả đu hô? Cái mặt bà buồn ngủ rồi bà không lo. Trời ơi, ngày mai ngày mốt bà khai trương rồi đó, bà không lo. Tôi bấm khỏe nha bà, bây giờ nghe đu hô. Bà im đi, cái miệng bà quá trời người ta dòm cho tôi biết, cái miệng của bà dữ rồi đó. Bà là con mẹ hung dữ đó. PD đâu mà cái mặt thấy ghê, PD đâu mà mặt vô hôn như chú ngục, giống như chú cùi cây đa. Đu hô, mày có nước mày đu dây với ai mà đu hô. Không có đu hô thì mà xấu như bà cười hay là bà khóc, bà khỏi nói gì hết đi. Bà cười, cái mặt bà cười giống như người ta khóc vậy đó. Cái mặt bà là đồng tình liên ái. Bà là LGBT, bà là bóng kính, kính không ra kính, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cái mặt bà giống như đàn ông. Mà đừng có nói gì hết. Bà không biết là lỗi gì luôn á. Tôi không biết bà là lỗi gì luôn á. Lấy gì nữa vậy? Ủa qua đi chút đi, lên đồ ăn rồi chứ qua. Trời. Đấm ma mà làm thấy ghê vô. Cái gì vậy? Mà đừng có nói gì hết. Nói nghe nè, ăn uống nhiều nhiều vô đi, đừng có chơi nữa, bà nghe lời tôi đi thiệt á. Đời người không có bao nhiêu đâu đu hô, bà nghe lời tôi đi. Ráng sống mà làm người đi đu hô thiệt á, tôi nghe bà nghe tôi buồn lắm á. Nghe đu hô đừng có. Đừng có chơi nữa má. Lớn rồi. Thì có đây chị em ta thương bà, ta khuyên bà. Mấy cái đó đâu có hay ho gì đâu mà bà chơi. Mỗi ai thấy bà là bà ở dưới gặp cầu chữ Y bà chơi keo con chó nè. Đúng không? Kìa. Sớm rồi. Ô cho nó không kiếm gì làm trời. Nó bán đó. Mai nó bán rồi đó. Nó bán cái viên chi chung với tôi nữa đó. Vậy hả? Mà ai cũng phải tranh giành với tôi đó. Trời ơi. Nói với mọi người ơi, bây giờ là giống như là dịch rất là khó khăn. Cho nên những chị em cộng đồng LGBT, mỗi người thì một món ăn. Và ai ra giống mình thì cũng vậy hết đó. Cho nên những anh chị em nghe nói là Bội Nhi với lại Yumi bán nữa. Mà bữa nào rảnh em sẽ qua Bội Nhi với Yumi. Cho nên em xin kêu gọi mọi người, tất cả mọi người đó, ai có đi quận 7 thì mình ủng hộ bé Bội Nhi với lại Yumi đó nha mọi người. Hai bé đó cũng rất là dễ thương luôn. Yumi nói đầu ngay trước khi bán cũng có nhắn tin cho em là nói là Hu Phương ơi, em muốn bán cái viên chiên chắc vài bữa nữa em mua đồ rồi em chuẩn bị em bán. Thì em nói chú chị, cái em mới nói là trời ơi thì em bán bình thường đâu có sao đâu, chị quận 5 thì em quận 7, thì giờ chị bán thì bên đây khách bên đây thì chị hết rồi, chị chỉ qua em hết anh chỉ qua chị em tỉ mụi chúng ta như cây lìa cành giúp đỡ lẫn nhau. Như cây lìa cành. Nói chứ mọi người thương Trung My cũng như thương Bội Nhi thì mọi người hãy qua Trừng Xuân Soạn nha. Gì Phúc Anh? 783 Trung Cư Hoàng Anh Gia Lai. Trung Cư Hoàng Anh Gia Lai đó mọi người. Có Bội Nhi với Trung My đó, ở bệnh cũng quán cái viên chiên luôn. Cho nên mọi người có đi qua quận 7 thì mọi người ủng hộ Trung My với Bội Nhi nha. Còn đi quận 5 thì ủng hộ Thu Phương. Bên quận 7 Bội Nhi với Trung My tặng gì thì Thu Phương không biết. Nhưng mà bên Thu Phương á, Tết là cho lịch với lạp xưởng với lại muối gạo nữa. Chơi lại không? Chỉ là một đĩa album Lý Hải với là tấm hình chân dung của Thu Phương hồi lúc mà còn gái nữa đó. Nói tặng quà nhiều lắm. Hello. Đi Tết rồi.
ơi, gì lạ vậy má. Hay gì vậy, có những cái hay gì lạ đó. Để em ăn gì không? Rồi đi biết tiếp. Mình tiếp hả? Còn không, tẩy vô mua rồi mày. Còn vô đây nè mình. Có rồi. Lại la. Ăn rồi mà. Ăn rồi. Ăn rồi, ăn trắng miệng không ăn chị nè. Hết bơi nào tới kìa Phương ơi. Dạ. Hết bơi nào mới vô kìa. Hết bơi kìa. Rồi tới đây đi. Ôi chết rồi. 4 giờ. Kéo ở đây đi Phương. Anh ơi, anh ơi. 24 giờ anh phải ăn cái viên chiên mới vô được. Quay lại cái miếng này. 4 giờ. Anh ăn cái viên chiên mới vô mua đồ được. Đâu mà đẹp dữ vậy trời. Nói vô giờ người ta chảy nước miếng, giờ đu hô tao muốn rớt nước mắt. Không thấy hàm ghê lắm á. Đu hô có bệnh hay nào vậy? Vô mấy chai nước. Ai biết cung thi nó đồ có má. Bởi vì ác mờ mát miệng ghê nhỏ vậy á. Không biết nó có sao không. Lúc nữa mua trái cây đồ qua thăm mà đi tôi nghĩ. Không quay tới xa. Thấy cũng tuần miệng chứ ghê. Rồi, hello tất cả mọi người nha. Với đấy Dũng Tô Phương xin đứng ra thay mặt cả các chị em cộng đồng LGBT. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những anh chị em, bạn bè mình ở gần, ở xa đó. Mình đã thời gian qua, mình đã ủng hộ em ơi, những của chị bé. Trời ơi. Nè, mọi người thấy YouTube thấy rõ ràng à. Là mấy đòn dữ dội, mấy đòn hay vú vước đó. Mỗi giờ mất 3-4 chiếc. Thường đó nha mọi người. Dạ, ở đây cũng lửa nè, lửa rồi chứ. Thì em hay giỡn nó chứ mọi người ơi. Mọi người có qua quận tư đó, ngay chỗ chợ có không mấy đòn. Chợ 307 đoàn dân bơ. 307 đoàn dân bơ thì ủng hộ gỏi đu đủ mấy đòn nha. Và có gỏi cuốn đó, em muốn gỏi cuốn là em thèm lắm. Bữa nào em qua mà em hẹn với nhỏ 4 lần trước lần nào qua đó. Để coi. Không, hẹn lần năm chắc qua đó. Không, điện lần năm qua. Không, nếu là sẽ qua không có hẹn nữa má. Bây giờ qua được rồi qua không có hẹn nữa. Hẹn nữa ta chờ, ta ngóng, ta trông hoài. Bà BD như bà gì vậy đúng không? Bà chủ trong bụng mà đó. Nói chứ mọi người ơi. Má này gì ra mà chết à. Má này má này dưỡi nè. Không có làm tiếng biết giùm em nha. Cái gì tính có chức năng ở đời từ nó biết vô luôn. Nhiều hay quá vậy. Ừ, tại vì chị ăn nhiều, ấy nhiều quá. Trời ơi. Thì cái dạng đó. Đó mà một có đi qua 307 đoàn dân bơ thì ủng hộ qua ai gọi đu đủ của bé Don với lại Trang Thi nha mọi người. Đó, rất là mong luôn. Tại vì biết sao mấy đứa em buôn bán lúc nào cũng cần khách, cần tất cả mọi người. Yêu thương thì mọi người qua ủng hộ. Còn những chị em, bạn bè là mình làm biến đi, mình xách xe đi, mình không có xe đi thì mình làm có cái gáp với lại gì được đó. Có nha. Grab nè, Ro Việt nè, gọi Ahamu gì nữa đó. Cái gì á? Giao hàng luôn. Ờ, đó Ahamu giao hàng luôn. 307 đoàn nhân bơ gọi. Gọi ra đu đủ tôm thịt với lại gọi ngó sen nha. Đăng ký nào, có đăng ký đáp ứng rồi. Ahamu. Ahamu chứ Ahamu. Dạ đúng rồi. Rồi, xong rồi ha. Hết rồi đó. Lạnh nó hơi lạnh đúng mấy giờ. Lạnh nó khuất là miếng lạnh. Cũng mày phải đẩy cương thi ra. Tại miếng lạnh nó miếng lạnh. Miếng lạnh. Miếng lạnh là hình cương thi á. Còn miếng nào mà tao chồng phải tông đơ đó đưa mày đua ra. Cảm ơn nha trời. Lạnh nữa rồi đó. Cũng mày lấy áo ấm ra vừa. Bởi vậy là Dũng Tô Phương mới quyết định là tặng chăn cho mọi người cho nó ấm trong mùa đông. Để mình mọi người ấm tới chưa tới mà. Phải, ý là mọi người ấm mình cũng ấm luôn, nó đỡ lạnh. Tặng sớm luôn. Không ăn hả? Dạ. Cả cá hả? Chắc đó. Ủa con à. Con gì vậy? Đâu rồi con trai của mẹ đó rồi. Cục cưng, cục vàng, cục ngọc của mẹ ơi. Mẹ nè. Mẹ nè. Nói chưa mọi người, con nít tới giờ mẹ nó tưởng là em là ma. Em nói mẹ nè, mà nó quay qua nó nói ma. Mẹ nè. Ơi. Ủa nó hỏi bù em muốn kìa. Nhớ rồi. Ủa vậy không đó. Đó ba má nãy đâu ghé đó, kêu vô ăn không vô, tao cũng quẹt cho vậy chạy, chạy. Vô thấy nó thì dạng trống xuống mà không vô. Lại la. Rồi bị đê luôn. Bị đê luôn á, hai đứa đó. Quay qua nó kìa, bị đê quay tôi quạnh đó. Bị đê quay tôi kìa. Còn hợp hay hợp thì ủng hộ anh đi, vui vẻ đi.